Trước thì chúng ta đã làm quen một phần với lại cái kỹ thuật xử lý 3D ở trong Illustrator. Tuy nhiên là trong phần menu effect 3D thì chúng ta có hai phần, một là extrude and bevel, là cái phần hôm trước là chúng ta đã làm quen, và phần thứ hai là phần revolve. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen tiếp với cái phần đó. Revolve thì nó sẽ làm theo một cái cung cách là lấy một cái đối tượng 2D của chúng ta và nó quay cái đối tượng đó quanh một cái trục 360 độ để tạo ra một cái khối trong không gian. Thế thì cách làm thì các bạn có thể quan sát như thế này. Ví dụ bây giờ tôi vẽ một cái khối cầu trong không gian chẳng hạn, thì tôi sẽ làm bằng cách là chọn một cái hình ellipse như thế này. Đó. Sau khi tôi có cái hình như thế này thì tôi sẽ xử lý như sau. Chúng ta sẽ chọn vào trong cái đường như thế này và chúng ta có thể là cắt đứt đôi cái đường này ra. Sau khi chúng ta chọn một điểm thì các bạn nhìn lên trên cái thanh option, thì với cái đường path như thế này thì chúng ta có thể là chọn một điểm neo này, sau đó thì chúng ta chọn vào cái công cụ cắt kéo này để cắt đứt nó ra. Lúc này thì hai đường này đã được tách ra và chúng ta sẽ xóa bớt đi một đường. Thế thì với cái đường này thì các bạn có thể xử lý như sau. Chọn. Sau đó thì các bạn vào menu Effect, trong menu Effect vào 3D, và thay vì việc là chọn Extrude và Bevel như hôm trước thì chúng ta sẽ xuống cái lệnh thứ hai là lệnh Revolve. Bấm vào đây thì một cửa sổ được mở ra và các bạn có thể nhấn preview để quan sát xem là cái hình này nó sẽ được xử lý như thế nào. Về mặt bản chất là nó sẽ sử dụng cái hình vừa rồi của chúng ta, nó tự quay chung quanh trục của nó đủ 360 độ thì nó sẽ tự vẽ nên một cái khối 3D như thế này. Đây tôi có thể chứng minh bằng cách là các bạn quan sát cái phần angle này. Hiện tại bây giờ chúng ta đang thấy là 360 độ. Bây giờ ví dụ tôi cho nó là 180 độ thì các bạn sẽ thấy cái gì? Một nửa thôi. Đó. Nó sẽ chỉ có một nửa thôi. Hay là 270 độ. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là thực ra là chúng ta sẽ có một cái quả cầu mà nó được cắt như thế này. Tùy vào cái số độ mà các bạn quay thì nó sẽ vẽ lên một cái đối tượng kín hẳn hay là nó khuyết một phần như thế này. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta đã nhìn thấy là cái hình này đã được quay và tạo nên một cái khối cầu như thế này 360 độ. Thế ở đây thì có mấy cái vấn đề mà chúng ta thấy là nó cũng tương đối giống như là ở bên hộp thoại Extrude and Bevel. Tuy nhiên là nó có một vài điểm khác thì tôi cũng nêu luôn với các bạn. Thứ nhất là cái thao tác chọn cái góc độ thì chúng ta có thể chọn ở đây cũng giống như là ở bên cái bản thoại hôm trước. Chúng ta có thể xoay bằng cách là bấm vào cái mô hình này để quay trục quan, hoặc là ra ra bằng cách lấy tham số ở các trường, các trục này thì cũng tương tự như thế. Tuy nhiên có một điều thì tôi đã nhắc với các bạn là riêng cái phần perspective này thì khuyến cáo rằng là các bạn không nên sử dụng. Tại vì là khi mà chúng ta sử dụng cái perspective này thì nó bóp méo cái hình của chúng ta đi rất là dữ và nó không có tạo được một cái hiệu quả thị giác tốt trong trường hợp mà chúng ta trình bày những cái đối tượng dạng revolve ở trong cái bản thiết kế của chúng ta. Đây ví dụ như là tôi cho nó thử một cái tham số thì các bạn sẽ thấy rằng là nó không đem lại một cái hiệu quả đẹp mắt đâu, nó sẽ méo. Đấy, nó sẽ méo hình. Thế cho nên là riêng về cái khoản perspective thì khuyến cáo rằng là chúng ta không sử dụng nó. Thế còn cái phần angle này thì vừa nãy là chúng ta đã trình bày rồi, có nghĩa là nó sẽ quay bao nhiêu độ và nó sẽ vẽ lên ở trong không gian được một cái khối như thế nào. Thế trường hợp mà phần CAD này
thì bật cái này lên thì có ăn thua thì không, có tạo nên sự khác biệt thì không, thì trong trường hợp này là không, chúng ta sẽ không tạo ra khối rỗng được bằng cái này. Mà trong cả hai trường hợp là các bạn bật cái nào thì nó cũng vẫn ra một cái hình như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thôi. Tuy nhiên nó có hai cái phần thì nó lại khác, và chúng ta cùng xem nó khác như thế nào. Trước hết là các bạn xem cái form này, thì ở đây chúng ta có hai cái tùy chọn là left và right. Theo left và right thì nó khác nhau như thế nào? Hiện tại bây giờ chúng ta đang định theo mặc định là left, còn nếu mà chúng ta chọn right edge, cái cạnh bên phải, thì cái hình của chúng ta nó sẽ như thế này. Các bạn nói như là nó sẽ lấy cái đối tượng của chúng ta vừa vẽ, và nó sẽ quay ở trong không gian 360 độ theo một cái trục. Cái trục này có thể là quay theo cạnh bên trái hoặc là quay theo cạnh bên phải của cái đối tượng mà chúng ta vừa mới chọn. Nếu như quay theo cạnh bên trái thì chúng ta sẽ có khối cầu. Tại vì sao ạ? Đây, cái hình của chúng ta cong như thế này, nếu mà lấy cạnh này làm cái trục quay thì nó sẽ tạo nên cái khối cầu, còn nếu mà chúng ta chuyển sang cạnh phải thì nó sẽ chuyển sang thành là nó lấy cái hình rỗng như thế này, tại vì nó vẽ theo cái hình bên phải, cái trục quay của nó ở bên phải. Và có một phần nữa chúng ta cũng sẽ thấy là cái offset. Offset này là cái gì? Offset là hiện tại chúng ta đang để là không point, thế nhưng mà nếu mà chúng ta tăng cái này lên thì chúng ta sẽ có một cái sự khác biệt, đó là gì? Nó vẫn quay theo cái góc mà chúng ta yêu cầu, tuy nhiên lúc này thì chúng ta có một cái sự nới rộng, chúng ta sẽ có một cái sự nới rộng ra, thay vì là cái cạnh của đối tượng, cạnh trái hoặc cạnh phải của đối tượng nó sẽ bám dính luôn vào trục quay, thì bây giờ cái trục quay đó nó được đặt lùi ra ngoài một tí. Đấy, nó đặt lùi ra ngoài một tí, và cái một tí đấy nó là cái đoạn nào? Nó là chính là cái tham số mà chúng ta điền vào đây. Thì nó sẽ tạo ra một cái rỗng như thế này, hoặc là nếu mà khối kín thì nó sẽ mở rộng ra. Thế còn ở đây chúng ta có thêm một cái phần mà chúng ta sẽ thấy là cũng giống như là phần extrude, đó là cái surface này, thì cũng bao gồm có bốn cái lựa chọn, bốn cái option. Wireframe thì nó sẽ cho chúng ta xem ở cái trường hợp là cái xương của cái đối tượng này nó như thế nào. Đó. No shading thì chúng ta cũng sẽ chỉ thấy một cái khối như thế này thôi, nhưng mà một cái mạng như thế này thôi, mà chúng ta sẽ không nhìn thấy được là nó có khối căng như thế nào. Trường hợp mà chúng ta để diffuse shading thì chúng ta cũng bắt đầu nhìn thấy là nó có cái tính chất là ánh sáng chiếu vào và phân biệt trước sau, và nó cũng sẽ tạo ra một cái cảm nhận thị giác là nó khối cầu lên. Tuy nhiên trong trường hợp cuối cùng, plastic shading, thì các bạn sẽ thấy rất rõ là nó mô phỏng cái bề mặt là một cái dạng plastic, nó sẽ có cái sự phản quang mạnh hơn và cho chúng ta cảm giác về cái bề mặt khối nó rõ hơn, mạnh hơn. Thì so sánh thì chúng ta cũng thấy là cái plastic shading của trường hợp mà cái Revo này nó sẽ thấy hiệu quả rất là rõ, nếu mà chúng ta so sánh với lại cái trường hợp sử dụng extrude. Extrude thì hầu như các bạn sẽ không thấy khác biệt lắm giữa cái diffuse và cái plastic này. Thế còn trường hợp map art thì nó cũng vẫn thế thôi, có nghĩa là các bạn cũng có quyền là ép các cái symbol vào để làm thành cái hình trang trí ở trên cái khối mà các bạn vừa tạo ra. Thế và sau khi mà các bạn làm xong, đây ví dụ map art, tôi cũng có thể là chọn một cái. Đó. Đấy, và bây giờ chúng ta quay, chúng ta xem thử nó nằm ở cái vị trí nào ở trong cái khối. Ở đây thì chúng ta có ba cái
ba cái trường hợp đấy. Chúng ta phải kiểm tra một chút. Đây, cái này là được. Ví dụ như là các bạn có một cái hình bản đồ chẳng hạn, đó. Các bạn có một cái hình bản đồ thế giới thì các bạn mặt phẳng là các bạn có thể ép được vào đây để các bạn làm một cái quả địa cầu được. Đây, ví dụ như là cái hình này của chúng ta coi như là cái bản đồ phẳng định 2D đi, thì các bạn có thể ép vào đây, nó sẽ tạo ra một cái cảm giác giống như là một cái quả địa cầu thực sự khi mà các bạn đưa nó vào. Đấy. Và sau khi các bạn làm xong thì nhấp OK để các bạn có thể đưa cái hình trang trí của mình vào cái bề mặt khối. Thế thì ngoài khối cầu này thì chúng ta có thể làm những cái gì? Thực ra thì các bạn có thể làm rất là nhiều thứ, các bạn chỉ cần vẽ ra một đường bất kỳ thôi. Đó. Các bạn có thể vẽ ra một đường bất kỳ, ví dụ tôi vẽ một cái bát chẳng hạn. Đó. Tôi có thể là xử lý này. Trên nguyên tắc bao giờ chúng ta vẽ một nửa thôi. Đấy, ví dụ có một cái hình như thế này và chúng ta sẽ cho nó thành 3D. Đây, thì các bạn sẽ nhìn rất nhanh, các bạn có thể tạo ra được bất kỳ một cái hình nào cứ có cái tính chất khối cầu hoặc là trụ tròn thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần hiệu ứng Revol này để các bạn điều chỉnh. Thế thì sau khi mà làm xong rồi thì các bạn sẽ thấy nó có cái điểm gì cần phải lưu ý. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy là cái hình này thì thực ra nó bảo là chuẩn chưa? Thì thực ra là chưa chuẩn. Vì sao lại chưa chuẩn? Thì nó sẽ có mấy cái điều các bạn cần lưu ý thế này. Tại vì bây giờ các bạn nhìn chúng ta vẫn đang có cả hai thứ, cả cái đường viền và cả bề mặt. Đấy. Thực ra trong trường hợp này các bạn hoặc là dùng đường viền hoặc là các bạn sẽ phải vẽ một cái hình mà nó mang tính rỗng thì đến lúc nó xoay thì nó tạo ra được một cái khối chuẩn. Còn nếu không thì nó sẽ vẫn có cái tính chất là bị lõm vào và nhỏ xuống dưới đáy như thế này. Thế thì cách làm thì chúng ta sẽ làm lại nó như thế này. Ví dụ một cái bình. Ví dụ đến đây, các bạn có thể là vẽ một nửa thế này thôi. Hãy bỏ cái bề mặt này đi. Đường viền các bạn có thể sử dụng cái lạnh như sau. Các bạn nên cho nó có một cái độ dày lên cho tôi. Dày lên bao nhiêu, các bạn muốn cái thành bình này nó dày lên bao nhiêu thì các bạn điền cái tham số mới vào cho nó. Có điều chỉnh cho nó mềm hay là nó như thế nào thì các bạn có thể là sử dụng cái công cụ này các bạn điều chỉnh để các bạn làm cho cái bình của mình nó có cái dáng nó thon nó đẹp hơn thì các bạn điều chỉnh. Thế sau khi mà các bạn xử lý đến đây thì các bạn làm thêm một cái thao tác, nghĩa là biến cái này thành ra từ từ cái đường viền trở thành cái đối tượng đi cũng được. Đấy, các bạn có thể vào Object, các bạn vào Path đấy và các bạn chọn cho tôi cái lệnh là Outline Stroke. Đấy thì lúc này thì chúng ta sẽ biến cái hình này, cái đường viền mà chúng ta vừa vẽ thành ra là một cái hình vẽ, một cái path mà nó có cái diện tích giống như chúng ta vẽ ra đấy, chứ không phải là một cái stroke nữa. Và bây giờ thì chúng ta làm thì nó sẽ tốt hơn. Đấy.
Thì lúc này thì chúng ta sẽ thấy là nó ra được một cái mà trông nó sẽ ổn thỏa hơn, kể cả trong trường hợp mà chúng ta soi nó vào trong này thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nó chạy theo đúng cái hướng, chạy theo đúng cái hình tròn của nó. Còn nếu như mà chúng ta mà làm trong trường hợp mà có cái bề mặt các thứ thì nó sẽ là một cái, nó sẽ có một cái không gian lõm theo một cái kiểu hình tam giác, một cái khối trụ tam giác ở trong lòng thôi, chứ nó không phải là ăn theo cái lòng bình đâu. Thế thì đến đây thì các bạn thấy rằng là tạo ra một cái đối tượng như thế này thì thực ra là đối với chúng ta là không có khó. Đấy. Các bạn chỉ việc là vẽ thôi. Tuy nhiên là biến đổi thì nó cũng có một cái điểm như cái lệnh biến đổi vừa rồi mà tôi có nói với các bạn này, thì nó cũng có một cái điểm là nó không được tiện lắm. Tức là nếu như mà tôi biến cái đường vẽ ban đầu đấy mà thành hình vẽ thì cái việc mà chỉnh sửa nó sẽ trở nên khó khăn hơn là khi tôi đang để cái path. Tại vì đây, nếu như cái path chẳng hạn, như thế này, một cái path như thế này tôi có thể là đưa thành đối tượng 3D. À. Ok, đến đây tôi thấy là ở cái bình này trông nó thô quá, trông nó không được đẹp lắm, thì làm xong rồi có chỉnh được không? Chúng ta có thể chỉnh trực tiếp luôn trên cái đối tượng, kể cả trong trường hợp mà chúng ta đã làm nó thành 3D như thế này thì cái đường gốc của nó, cái đối tượng gốc của nó vẫn là cái đường path thôi. Do đó các bạn có thể chọn cái công cụ Direct Selection, các bạn bấm vào đây và bằng cách là chúng ta kích vào cái điểm điều khiển, các bạn vẫn có thể là điều chỉnh được nó. Ví dụ đây, tôi có thể bóp nó vào, đó, tôi có thể bóp nó vào. Chúng ta thì điều chỉnh trực tiếp trên này. Chứ còn cái này thì hơi khó, tại vì nó lúc này nó rất nhiều điểm rồi. Chúng ta di chuyển những cái điểm này là nó sẽ khó rất nhiều, tại vì nó có điểm trong và điểm ngoài đấy. Và cái này nó chỉ có một điểm thôi thì chúng ta sẽ di, chúng ta chuyển rất là dễ. Và kể cả trong trường hợp như thế này, muốn đổi màu có được không, muốn đổi màu cũng rất dễ, các bạn chỉ việc là chọn cho tôi một màu khác thôi là nó sẽ đổi màu luôn sau khi mà chúng ta đổi màu cái đường gốc ấy, là nó sẽ xử lý ngay cho chúng ta. Thế thì đến đây thì cái việc mà làm một cái khối cầu hoặc là khối có tính chất trụ như thế này thì kỹ thuật nó chỉ đơn giản như thế thôi, và chúng ta có thể là làm rất là nhanh, rất là dễ. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể làm những cái gì đối với nó? Ví dụ bây giờ các bạn có thể là vẽ một cái chai này, đúng không? Vẽ một cái chai, ví dụ như là chai Coca, chai Pepsi, các bạn có thể vẽ ra một cái nhãn, sau đó các bạn biến nó thành symbol và các bạn sử dụng cái lệnh map app, các bạn bọc nó vào xung quanh cái trụ của chai, ví dụ như thế. Thì đấy là một cái ứng dụng đấy, hoặc là các bạn có thể đặt các symbol, ví dụ vài bông hoa chẳng hạn, các bạn có thể điểm nó lên trên thân bình như là một cái họa tiết trang trí ở trên bình. Đây, ví dụ chúng ta tìm thử nhé, chẳng hạn như là symbol này, tôi thích trang trí cái bình này. Bây giờ tôi sẽ mở cái symbol ra, tôi tìm một vài bông hoa để đưa vào. Đây, tôi có cái bông hoa đây, đó. Hoặc nếu như mà các bạn muốn có nhiều hoa nữa thì các bạn có thể mở cái thư viện symbol này ra. Ở trong này thì nó có rất là nhiều các cái thư viện khác nhau được liệt kê ở đây. Chẳng hạn như là tôi sẽ tìm tới cái thư viện flower này chẳng hạn. Đây, tôi mở nó ra. Đấy. Và bằng cách là chọn một cái thư viện
chọn một cái nào đó chẳng hạn, thì tôi có thể đưa nó vào cái thư viện Seaborn mẫu vào đây. Các bạn cứ kích vào một cái là nó sẽ đưa những cái được kích vào trong thư viện này. Nhưng mà bây giờ tôi quay trở lại với lại cái lọ này, mở lại Appearance vào 3D Revolve như hôm trước chúng ta đã nói, bật Preview để quan sát, chọn Map Art, và ở đây thì các bạn sẽ tìm xem là cái lệnh này của chúng ta nó sẽ đưa cái hình ảnh nó vào đâu. Đó. Tôi sẽ phải tìm cái bề mặt mà nó sẽ nhận cái hoa này. Để ví dụ như là tôi chọn một cái hoa. Tôi đặt thử vào. Có phải lưới này cũng là lưới trong thì phải, chưa phải lưới bên ngoài. Ví dụ thì các bạn nhìn thấy là chúng ta bắt đầu đưa được cái đối tượng này của chúng ta nó vào trong đó. Sau này các bạn làm những cái khối dạng như là một cái thương hiệu, một cái logo, một cái hình trang trí, các bạn đưa vào một cái cốc đó, một cái chai, một cái lọ, những cái sản phẩm thông thường mà chúng ta có thể là gặp. Đấy, như ví dụ như là các bạn ứng dụng nó trong cái việc thiết kế chai lọ này, thiết kế những cái cốc tách hoặc là những cái sản phẩm gì đấy giống như cái quà tặng chẳng hạn đó. Thì ngoài cái việc thiết kế cái nhãn, thiết kế cái hình trang trí ra, thì các bạn vẫn phải demo cho khách hàng xem là cái sản phẩm đó nó được đưa lên trên cái đồ quà tặng đấy như thế nào. Thì mình sẽ phải vẽ cái cốc ra rồi mình dán nó vào đấy. Thì quy cách thì nó vẫn thế thôi, hình trang trí của chúng ta sẽ được chuyển thành một symbol đấy, và sau đó thì chúng ta sẽ vẽ cái khối 3D cho cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng cái map app đó chúng ta đưa vào. Thì đấy là cái quy cách làm việc. Thế bây giờ đến đây thì tôi sẽ đưa ra một cái yêu cầu nhỏ nhỏ. Các khối 3D thì chúng ta làm được. Đó. Đây bây giờ ví dụ như là chúng ta làm một cái ấy đi, làm một cái quả gì đó đi. Này ví dụ tôi vẽ một cái hình này ra đó, tôi tách thằng này ra. Sau đó có thể điều chỉnh thêm một tí tiện để chúng ta tạo ra một cái hình nó hơi khác đi một tí. Ví dụ tôi làm nó lõm xuống một tí chẳng hạn. Dưới này cũng có thể cho thêm một tí. Tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta tạo effect đi. Ok, đến đây tôi có một quả rồi. Nếu cần thiết thì vẽ thêm cuống, thêm lá một tí. Nhân bản, có nhân bản được như là các đối tượng 2D hay không? Nhân bản tốt, vẫn theo quy tắc đó thôi. Chọn đối tượng gốc. Đó, nhấn Alt, các bạn nhấc ra một cái là nó sẽ tạo ra quả thứ hai, quả thứ ba. Bây giờ các bạn có thể tạo ra một chùm. Và tôi muốn có một cái đĩa, một cái bát gì đó đựng ở trên này, và nó lại nằm ở trong lòng cái bát. Bây giờ thì mọi người sẽ thấy nó tương đối giống như là cái bài vòng tròn Olympic đúng không? Có nghĩa là
các đối tượng, mỗi đối tượng có một tầng thứ riêng. Vòng tròn Olympic thì lần trước là chúng ta đã giải quyết là lỏng cái vòng nọ lồng vào vòng kia, có nghĩa là vừa nằm trên vừa nằm dưới. Thế bây giờ nếu chúng ta quay sang một cái khái niệm khác, một cái đĩa hay một cái bát hay một cái cốc, thì nó sẽ có cạnh đường trước và cạnh đường sau của cái bát hay cái cốc. Làm sao để chúng ta bỏ được cái quả đó nằm chui lọt vào trong cái lòng của cái bát hay cái cốc đó, và trông giống như thật. Nhưng mà trong trường hợp này thì rõ ràng rất là khó, bởi vì là theo cái logic mà chúng ta đã trao đổi với nhau, mỗi đối tượng nó sẽ có một cái tầng thứ riêng của nó rồi. Nếu như cái bát nằm trước thì cái quả nó sẽ nằm sau cái bát hay cái cốc, còn nếu cái quả nằm trước thì nó cũng sẽ nằm trước luôn và nó không thể chui vào lòng được. Bởi vì cái 3D này cuối cùng nó cũng vẫn là ảo giác thôi, chứ nó không phải 3D thật. Đấy. Vậy thì làm thế nào để bây giờ chúng ta có thể là giải quyết được cái vấn đề là đưa một cái để mà chúng ta đưa được cái đối tượng đó nó chui vào trong lòng của cái, nó chui vào trong lòng cái cốc hay cái bát. Đây, bây giờ vẽ thử cái bát nhé. Ok, đây, tôi có cái này. Bây giờ effect 3D revolve. Lần này thì tôi vẽ nửa bên kia cho nên tôi lại phải chọn right. Ok, đây, bát có đây rồi. Đó, chúng ta sẽ nhìn và chúng ta sẽ thấy luôn là cái bát này, nếu đặt như thế này thì nó sẽ là nằm trước và nó không chứa các quả kia. Bây giờ nếu tôi đưa nó xuống dưới Object Arrange Send to Back thì các cái quả này nó sẽ nằm lên phía trước. Đấy. Tôi sẽ đặt ở một vị trí nào đó lơ lơ lửng như thế này thì mọi người thấy nó bay bay ở đây, chứ nó cũng không phải là chui vào trong, đúng không? Không phải là chui vào trong. Thế bây giờ việc của chúng ta là làm sao để giải quyết được cái thị giác, lừa thị giác làm sao cho nó thấy là chui vào trong. Thế thì ở đây sẽ có cái vấn đề là lại phải có một cái gì đó giấu đi đó. Vậy thì nguyên tắc là quả sẽ luôn luôn phải nằm ở trước. Vì sao? Chúng ta sẽ có một cái thành phía sau đó, chúng ta sẽ có một cái thành phía sau của bác. Thành phía sau của bạn là nó sẽ nằm sau các cái quả này rồi đấy. Và nếu như chúng ta đặt cái quả này mà nằm vào phía trước này thì rõ ràng là nó nằm ở góc độ là gì đây? Tôi thấy nó một phần là nằm ở trong lòng bát và một phần nằm chồng ra ngoài, đúng không? Vậy thì cái logic của chúng ta sẽ là phải làm sao giấu được cái phần, làm sao chúng ta phải giấu được cái phần gì đây? Quả này nó chồng ra ngoài bát. Đấy. Nào, thử. Tôi sẽ đặt thử một số quả vào đây. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ví dụ thế. Sau đó thì tôi điều chỉnh cái bát một tí, đặt nó vào cái vị trí giống như là cái quả này nó đang nằm ở trong. Đến đây thì chúng ta sẽ thấy là các cái quả này thì nó đã nằm được một phần, tức là nằm trước cái cạnh cạnh đằng sau của cái bát rồi. Bây giờ việc của chúng ta là xử lý, giấu cái phần này đi. Giấu thì bây giờ chúng ta giấu bằng cách nào nhỉ? Mọi người suy nghĩ thử xem, đã có một cái kỹ thuật nào đấy tôi dạy rồi mà tôi trao đổi với các bạn rồi mà có thể áp dụng được trong trường hợp này không? Đây là mặt nạ, đúng không? Mặt nạ là như nào? Mặt nạ là đối tượng nằm trên cùng, đúng không? Sẽ làm mặt nạ cho những cái đối tượng nằm phía sau nó, và các đối tượng nằm phía sau mà phần nào mà nó chui vào trong diện tích của mặt nạ thì nó sẽ bị giấu đi, à nó sẽ được hiển thị. Còn phần nào mà nằm ngoài cái phần diện tích của mặt nạ
thì nó sẽ bị giấu đi. Vậy thì bây giờ bản chất của chúng ta là sẽ vẽ ra một đối tượng mới, sử dụng cái đối tượng mới này như là một cái mặt nạ, đúng không? Ví dụ tôi vẽ ra một hình thế này, dùng cái hình trên này để làm mặt nạ, và bây giờ tôi sẽ vẽ, tôi chọn hết tất cả các đối tượng phía dưới là những quả này cộng với mặt nạ này. Sau đó thì chúng ta sẽ vào Object, vào Clipping Mask, chọn Mesh. Sau khi chúng ta gán xong thì những cái đối tượng nào, những cái phần nào mà nó nằm ở trong cái diện tích, nó nằm ở trong cái phần diện tích của cái mặt nạ thì nó sẽ hiện, còn phần nào nằm ngoài cái diện tích mặt nạ thì nó giấu đi. Và lúc này thì những cái phần, cái quả mà trông vừa nãy là nó trơm ra phía ngoài thì nó có vẻ như là bị giấu đi và gây ra cảm giác là cái quả nó chui vào trong lòng của cái đĩa hoặc của cái bát. Đấy. Tất nhiên là để làm cho nó chuẩn thì chúng ta cũng vẫn cần phải làm sao đây, điều chỉnh làm sao mà cho cái mặt nạ này nó khớp đúng vào cái cạnh của cái bát. Đấy, đừng có làm hở thì lúc đấy là chúng ta sẽ giấu được cái phần này đi. Cái đấy là một cái mẹo mà chúng ta sẽ xử lý để chúng ta dùng. Nhân đây thì chúng ta cũng làm thêm một cái ví dụ khác nữa. Hôm trước là chúng ta làm quen với lại hai cái dạng mặt nạ. Đó. Chúng ta làm quen với hai dạng mặt nạ. Một dạng là mặt nạ như chúng ta vừa làm, Clipping Mask. Đấy. Và một dạng nữa là cái Gradient, cái mặt nạ tô chuyển, giấu một phần đi. Thế bây giờ chúng ta lại đưa ra một cái bài khác nhé. Đó là xử lý để làm sao cho cái Revol này. Tôi muốn là trình bày nó như là một cái bản bản vẽ kỹ thuật hay một bản vẽ bổ ra để xem về một cái thiết kế. Ví dụ chúng ta lại vẽ lại một cái lọ, một cái bình đi. Ví dụ như này. Ok, bây giờ tôi làm nó thành 3D. Đến đây thì tôi có cái bình đẹp, đẹp hoặc là xấu thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh nó một tí. Ví dụ này này, đến đây thì đây là một cái bình hoàn chỉnh. Tôi muốn là có một cái nhát cắt như thế nào đó để cho người ta có thể thấy được cái cấu trúc. Thì ở trong cái cách làm thì chúng ta có thể là làm với lại nhiều dạng hiển thị như thế này. Ví dụ như là chúng ta có thể để ở chế độ wireframe chẳng hạn. Wireframe thì chúng ta sẽ có một cái phần khung xương như thế này. Thế còn nếu như mà chúng ta để ở chế độ là plastic thì nó sẽ như thế này. Bây giờ tôi muốn là xử lý để tạo ra một cái gần như là một cái bản vẽ bổ cắt cho người ta xem cái cấu trúc chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Đây thì tôi có nói luôn để các bạn có thể làm luôn, không đánh đố nhau nữa. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ copy lấy cái đối tượng gốc này đó, sau đó thì vẫn dùng cái cách là Ctrl F dán nó lên. Vậy thì chúng ta sẽ có hai cái bình nó nằm đè lên cùng một vị trí. Đấy. Thế trong trường hợp này thì chúng ta có thể là vào trong F7 đi. Gọi cái này lên. Các bạn sẽ nhìn rất rõ ở trong này là chúng ta có hai cái bình. Đó. Này, chọn panel option, tôi sẽ cho nó lớn lên một tí cho chúng ta nhìn rõ hơn. Cùng một vị trí. Thế bây giờ tôi tạm thời tôi giấu cái bình ở trên đi và tôi làm việc với cái bình ở dưới.
Lúc này thì tôi sẽ xử lý nó, đưa sang cái chế độ là gì đấy ạ? Wireframe. Ok, vậy là có một cái bình ở chế độ wireframe. Bây giờ nếu tôi bật cái bình mà hoàn thiện lên, có nhìn thấy wireframe được không? Không thấy đúng không? Vậy thì bây giờ tôi sẽ làm thêm một cái thao tác nhỏ nhỏ nữa để tôi có thể là cho nó thấy một phần khung xương và một phần là cái vỏ cốt ở bên ngoài. Thế thì bây giờ lại quay về cái lệnh hôm trước, đó là chúng ta sẽ vẽ cho nó một cái mặt nạ. Tôi lấy ví dụ như thế này, bộ đôi nhé. Chúng ta sẽ chọn cái chế độ là tô chuyển. Đó, chúng ta sẽ chọn chế độ tô chuyển. Và ở đây sau khi mà vẽ ra mặt nạ rồi, tôi sẽ vào cái phần transparency. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta chọn phần là đây, tạm thời là tắt cái thằng này đi nha. Tạm thời khóa cả thằng này lại để cho nó đỡ chọn phải. Bây giờ lấy này thì tôi sẽ lấy được cái gì? Lấy được cái mặt nạ này. Đó, đây. Lấy mặt nạ và cái bình ở phía trên. Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì nữa? Gán Make Opacity Max. Thì nó sẽ có cái gì nhỉ? Giấu đi đúng không? Tắt chế độ clip đi để chúng ta thấy được cái này. Mặt nạ như này đúng chưa? Điều chỉnh nha. Đảo này. Đó. Tăng này. Tăng nữa đi cho nó mờ. Thế đến đây thì chúng ta có thể là xử lý lại. Lúc này thì chúng ta sẽ bật đủ hết tất cả các thứ lên. Nhưng mà cần thiết thì chúng ta phải xem là chúng ta đang làm ở đâu. Đó. Bật thằng này thì sao? Thì chúng ta sẽ có một cái ghép trông nó cũng rất là vui, tức là một nửa là cái khung xương để cho người ta thấy là cái cấu trúc nó như thế nào. Đấy, một nửa là cái vỏ bên ngoài. Cái cách như thế này thì chúng ta có thể tạo ra một cái bản vẽ trông tương đối thú vị, tức là nó giống như là một cái nhát bổ ra để nghiên cứu ấy. Đấy. Thế thì như vậy là chúng ta vừa làm quen với lại một cái phần kỹ thuật mới là làm cái revolve để tạo ra cái khối trụ hoặc là khối cầu. Thế và chúng ta cũng sử dụng luôn, áp dụng luôn hai cái kiến thức về mặt nạ để chúng ta tạo ra những cái hiệu quả có thể ứng dụng được luôn ở trong cái phần 3D này. Thế thì bây giờ các bạn cũng nên bỏ một chút thời gian ra tự tay mình làm và thực hành thử làm một chút. Sau đó thì tôi cũng sẽ nói thêm một chút nữa, một vài cái mẹo mực nhỏ nhỏ nữa khi mà chúng ta làm việc với cái 3D này, để chúng ta tạo ra thêm một số các cái thứ khác biệt thêm nữa.